350 kg hạt hướng dương được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh cùng với Công an huyện Đức Thọ tiến hành bắt giữ. Vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 38N2253 chạy tuyến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đi Hương Sơn khi đang lưu thông trên quốc lộ 8A. Thì phát hiện trên xe chở 7 bao tải hạt hướng dương với nhãn mác bằng chữ nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ. Theo trình bày của chủ xe kiêm chủ hàng Nguyễn Thị Linh sinh năm 1964, trú tại Sơn Bình, huyện Hương Sơn, thì số hàng trên có nguồn gốc từ Trung Quốc được vận chuyển về từ Nghệ An về Hương Sơn, Hà Tĩnh để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Gần Tết thì nhiều lô hàng hướng dương không rõ nguồn gốc cũng được phát hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Số hàng này phần lớn để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.